Xin chào tất cả các anh chị, các bạn, mình là Nguyên. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh chị đến với cái khóa học thiết kế ấn phẩm truyền thông 4.0, đúng không ạ? Chúng ta đi đến cái chương trình gọi là thiết kế ấn phẩm. Truyền thông 4.0. Làm thế nào để mình có những cái ấn phẩm mà truyền tải được cái nội dung của cái quán, những cái thông điệp của cái quán, cái điểm bán của mình, ví dụ như là những cái nội dung đó, ví dụ như là các cái menu, các cái tờ rơi, hoặc là gì đó, khi mà chúng ta dịch chuyển từ offline lên online, các cái định dạng về Facebook, các định dạng về các cái bài post ở trong Facebook, cái avatar, cái cover của Facebook, thì nhiều cái thông số như vậy nó vừa mang tính chất là gì nè, chúng ta phải hiểu ba cái khía cạnh của về thiết kế, đó là chúng ta cần hiểu về màu sắc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói với nhau về màu sắc, chúng ta cũng sẽ nói với nhau về là gì nè, về các cái định dạng, định dạng đúng không ạ? Chúng ta các cái định dạng, ví dụ như là các cái ý nghĩa của màu sắc, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa màu sắc. Chúng ta nói các cái định dạng, mọi người hay chia sẻ với nhau có file là gì nè, JPG đúng không ạ? Hoặc là mọi người hay chia sẻ với nhau là có file là gì nè, PNG. Đấy, chúng ta cần phải hiểu những cái khái niệm này. Rồi ý nghĩa của các màu sắc, ví dụ màu đỏ là gì, các cái ý nghĩa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Và hơn hết, và các cái gọi là các cái kích thước, cái mà chúng ta cần làm thứ ba, đó là các cái kích thước, đúng không ạ? Các cái kích thước. Vậy thì khi ở trên môi trường online, ví dụ Facebook, đúng không ạ? Hoặc là những cái ấn phẩm gì chúng ta có thể làm được trong cái khóa học này, thì ví dụ môi trường Facebook thì làm thế nào để chúng ta có các cái định dạng, ví dụ như là gì này? Chúng ta thấy là gì nè, một cái Facebook nó có các định dạng như thế này, một cái bài đăng lên như thế này thì nó có đâu đó là đây, một cái bài đăng lên thì nó có một cái hình như thế này, bốn hình này thì nó có như thế này. Hoặc là cái định dạng khác thì anh chị thấy là những cái kích thước gì ở trong cái định dạng này, anh chị hiểu không ạ? Thì chúng ta cùng nhau ở trên nền tảng Facebook như vậy, hoặc trên các cái nền tảng mà online và cả nền tảng ở offline, thì khi các nền tảng online ấy, thì chúng ta hay nói với nhau các loại kích thước về là đơn vị tính là pixel, đồng ý không ạ? Còn nền tảng offline thì chúng ta hay nói là đơn vị cm hoặc là mét. Bởi vì sao? Bởi vì là hoặc là chúng ta nói về là cm, ví dụ là chúng ta nói về giấy A4 thì khi như vậy, hoặc là diện tích, hoặc là kích thước mét, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu những cái ngôn từ ở giữa offline và online như thế nào, về tiêu chuẩn về màu sắc như thế nào, tiêu chuẩn về kích thước như thế nào. Thì khi đó anh chị có thể thiết kế được những cái loại ấn phẩm như sau. Thứ nhất là anh chị có thể thiết kế được các loại, ví dụ như menu cho điểm bán của mình này. Anh chị cũng có thể thiết kế được logo này. Anh chị cũng có thể thiết kế được, ví dụ như là các cái bài post ở trên Facebook này. Anh chị hiểu các định dạng để anh chị thiết kế này. Anh chị cũng có thể thiết kế được các cái thẻ tích điểm này. Tích điểm. Anh chị cũng có thể thiết kế được các cái name card của mình. Name card. Anh chị sẽ biết thiết kế những cái post này, có thể đăng lên Facebook hoặc có thể đăng lên Instagram, được không ạ? Hoặc là tất cả những cái nền tảng mạng xã hội gì, anh chị đều có những cái kích thước, những cái khung hình, những cái tỷ lệ để anh chị có thể là truyền tải cái hình ảnh của mình một cách là gì nè, không bị gọi là mất cái thông điệp, tức là không bị mất chữ hoặc là mất hình, được không ạ? Khi mà mình đăng lên thì làm thế nào để mình gọi là gì nè, tối ưu hiển thị, được không ạ? Cái này được gọi là cái thuật ngữ được gọi là tối ưu hiển thị. Đấy. Thì trong cái nội dung mình chương trình thiết kế ấn phẩm truyền thông 4.0 này, và có cái sự 4.0 ở đây là chúng ta sẽ thêm một cái yếu tố nữa, đó là chúng ta sẽ ứng dụng cái 4.0, đó là cái QR code này, chúng ta đưa vào trong những cái ấn phẩm này như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì 4.0 nó liên quan tới QR code, đúng không ạ? Liên quan tới những cái đoạn mã code như vậy, thì làm thế nào để chúng ta đưa những cái mã này vào trong các cái ấn phẩm truyền thông của mình một cách là gì nào, cụ thể nhất, đúng không ạ, trực quan nhất và hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video clip tiếp theo.